đi nè, cái số tôi sao nó nghèo dữ vậy không biết nữa. Người ta nghèo á, người ta không có đất cắm dùi. Tôi tệ hơn nữa, không có cái dùi cắm đất nữa. Diệu, Diệu à, nghĩ tội nghiệp gái tôi ghê nha. Nó hiền lành vậy đó, mà nó đẹp nữa chứ, mà sanh làm con nhà nghèo. Nó đi làm tối ngày sáng đêm, không đủ nuôi cái miệng tôi ăn nữa. Diệu. Làm gì vậy? Làm gì vậy mày? Con hồi. Trời đất ơi, nó bắt rồi mà tưởng sát thủ chứ. Cái bà dò ghe bực mình cũng phải giết nó. Con làm gì đâu nãy giờ mà má kêu hoài vậy? Sắt chuối cho heo ăn. Trời đất ơi, ấy coi nhà nó qua bên bà hội đồng đó. Qua mở cái gì vậy? Trời đất ơi, thì cũng nợ nần chứ chi con. Thiệt là tao nói ông trời không có mắt mà. Bà thì xấu quắc vậy hà. Mà của ăn của để. Còn tao đẹp như vậy nè, mà của mì không có ăn nữa. Thôi má ơi, trời ơi má đừng than má nghèo ta cừ á. Nghèo cái gì mà ú nào cũng đần như là má. Vậy á, con nói thiệt nha. Má, đã ép bớt đi. Để vậy ta cười cho than nghèo kỳ cục quá. Thì tại ăn nhiều mới nghèo. Thì bởi. Thôi coi nhà đi, má chờ lâu má chửi tao giờ á. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay tự nhiên cái sợ bà hội đồng ngang cái là sao kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mình mắc nợ người ta nhiều quá con. Hồi ba mày đó, trời đất ơi, bệnh năm này qua năm nọ, tao bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán giường, bán hết trơn. Thế điều tao muốn bán tao luôn, mà không ai mua. Thành ra tao mới khai bankruptcy. Khai bankruptcy chi không chị, mượn nợ nhì. Nợ nhì là second loan hả? Ừ. Mượn luôn rồi con. Trời đất ơi. Bây giờ tao nghĩ tao giận ba mày ghê nha. Sao giận ổng? Bệnh thì 2-3 ngày chết đi. Bệnh chi mà canh năm này qua năm nọ, rốt cuộc cũng chết nè. Trời đất ơi, tao nói thiệt. Tao mượn tiền đầu trên xóm dưới đâu ai cho tao mượn đâu. Chỉ có mẹ hội đồng mẹ ngu mới cho tao mượn thôi. Trời đất ơi, thở rồi này. Tao cho mượn tiền này còn chê người ta ngu. Má kỳ quá hà. Sao kỳ? Không tức sao? Nhà băng cho có 12 chấm mà. Bả tới 24 chấm lận. Buộc đầu có cắn ra tao thương ba mày tao mới mượn. Trời ơi, thương ba cái gì con nói má nghe nè. Má thương ba một thôi, còn má thương má chín. Mượn tiền bao nhiêu về cho ba ăn chút, còn vừa má ăn hết nó mặc ụ vậy nè, ba này chết queo. Bởi vậy nói rằng ta cười cho. Tao phải mập tao mới có sức tao nuôi ba mày chứ. Trời đất ơi. Thì tao ốm nhôm như mày rồi ai lo cho ba mày? Rồi lúc buồn cũng chết thấy không? Để nợ để nần lại cho con cái, cho vợ con nó gánh. Trời đất ơi, món nợ này ngang con. Đã cái đời con, đời cháu mày á, cũng không hết nữa. Vậy là tiêu con rồi. Giờ chỉ còn có cách duy nhất á. Cách gì má? Là con bằng lòng lấy cậu Hai Niệm á, con trai bà hội đồng mới mong trừ được món nợ đó con. Trời đất ơi, má. Trời ơi, sao má ép con gì kỳ cục vậy má? Trời ơi, cậu Hai Niệm á, ghê lắm. Đây nè, con nói má nghe, bữa hổm á, cậu lên coi hát trên đình á, đang chỗ hay thật hay vậy nghe, đang chỗ khóc quá trời khóc nha, tự nhiên cái ổng phát ổng cười sặc lên kìa, cái ổng cởi hết quần áo ra, ổng chạy cái tửng gì nè. Vậy mày lời rồi, mày muốn gì nữa? Lời gì đâu, lời trả nó chút xíu gì mà lời cái gì, cái cho chạy cái nhào cho con nè, kề vô cái đi, Diệp ơi Diệp, anh thương em thấy nhẹ. Ôi ghê cái mồm à. Thôi con thương má đi con. Ôi con nói má nghe, má mà ép con lấy trai này mà con thiệt con mà nổi điên lên đây nè. Thí dụ vậy nha. Ừ. Hai Niệm đây nha. Ừ. Con nổi điên nha. Ừ. Đây nha. Ừ. Trời ơi, thấy chưa? Trời đất ơi, mấy cái nhỏ xíu vậy nè, mày lấy kéo mày cắt được rồi, mày chặt ngọt xớt thì ớn quá trời đi. Nhưng mà má. Vậy con nói má nghe nè má. Má hoài nó ngốc quá đi. Má gả chồng sớm cho con chi vậy? Để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày á, tao đã có ba mày rồi. Nhớ là tao còn rủng mình á. Đâu lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Hai tao nhớ tao ba mày. Trời ơi, coi mặt má phê đó. Chiều chiều á, tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc xinh, chúc mập đầu đình. Em xinh, em đứng dưới xinh, em cũng xinh. Hồi đó tao đâu có như giờ vậy. Bởi vậy ba ngâm chúc xinh là hồi đó, chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ quá má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao?
Dạ, có hai má con mình à. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Sao con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn ở mình vậy. Trời ơi, con tưởng sao? Sao? Nhưng mà má. Vậy con nói trước đặng má tính với người ta nghe. Sao? Con thề cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay yểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt chước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè Diệu à, tao nói mày nghe, hồi đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói mày có số sát phu, có nghĩa là mày rớ tới thằng nào á là chết thằng đó vậy hà. Sẵn mày đang ghét hai niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má, sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao? Con khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù lù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con ơi, hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu hai niệm trừ nợ cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao? Mà thường thường đàn ông người ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kỳ vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kỳ cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói gì kỳ cục? Mày hổng tao giả rồi, cái mày chết cha mày. Giờ mày tưởng tao là ai vậy mày? Má làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má con. Má. Mày tưởng tao là ai vậy? Tại má dồn con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ông chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sao? Khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi, má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má. Thôi đi má, hoài mệt quá đi. Má. Diệu. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Ôi, xe đạp không? Đậu đất ơi. Sao hôm nay bảnh vậy nè? Ui, xe đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời giống đoàn xiếc quá à. Anh biết sao không? Vậy? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa? Nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á, là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa? Không được màu trắng, cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy nghe. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này vừa hợp bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi. Trời ơi, trời ơi, nào vô mới sắm xe đạp đã gì? Quấn từ lông từ la, đủ màu gì, quấn chi vậy? Nội. Em không biết hả? Không quấn xài có 1 năm mà. Ủa? Quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cái này bần tiện dễ sợ nhé. Bần tiện gì? Thôi thôi, thôi, thôi được rồi em. Em được rồi, đẹp đẹp đẹp. Sao rồi. Sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối nói anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hương, màu xanh. Vậy em. Gặp hên lắm. Vậy thật cắt kè đi còn gì nữa. Đâu có. Mà lên ở đây nè. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, ta đang đứng cái chuyện của cái xe này nó. Đang dày đi. Em cứ dỗ dỗ. Ra để nghe hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Ừ. Được không? Không sao hết trơn á. Vậy ha. Ở xóm này yên lắm. Mướp trộn ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Cái gì? Không có. Trời hú hồn mà. Xong rồi. Ừ, xong rồi hen. Giờ gánh tay gánh chân hen. À. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét không? Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em bị vắng rồi. Anh qua anh thăm mày lỡ tôi có bầu. Trời ơi, má tôi la tôi chết đó. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à, làm như anh thần như có bầu. Muốn tôi ghét à. Chứ qua làm chi vậy? Qua đây anh báo em tin mừng. Mừng
Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt hả? Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn, anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì, bộ tính ra làm ông sư cứ về trụ trì cái chùa làng mình hả? Ê, như kỳ vậy. Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mẹ nói thiệt không? Thiệt. Vậy gác học nghe. À. Mai mốt về đó làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. À, em anh làm thầy giáo, còn em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, cái đó vui, cái đó vui á. Ngồi chơi. Thôi thôi, cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao sao vậy? Thôi nha, có dài bà ngoại anh la chết. Trời ơi, cho này kỹ thiệt á nghe. Nói em nghe nè. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo, tám tế tí gì đó, nó cứ vòng vòng bên ngoài em mà bị đặt. Nói chuyện nó là chết cho anh đó. Nhớ nha không? Có mặt cái mặt mù, mặt ghen kìa ngô. Có ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc kìa ngô. Thôi em ơi, tụi chụp quên hoài à. Thôi đừng có lo. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen, lên Sài Gòn hen, coi như học hành hen. Đứa nào mà nó ăn hiếp anh đó nghe. Nói tôi quýnh như thép tuần tiếng nha. Thôi tôi chém từ ông nội ra xuống ba nó chém hết. Trời ơi, cái tụi Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có làm bỏ. Thôi, đàn bạn gái khỏi nó bị chém mà. Thôi được rồi. Vậy mới được, vậy mới trị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm hen. Ờ. Trời ơi, đi về cũng 2 cái Tết đó nghe. Ờ. Nói nghe. Gì? Đứng nói nghe nè. Vậy chứ, có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa bèn nhau á, khi gà ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nhớ nữa, anh thề á, nếu mà anh phản bội em á, thì trái sầu riêng sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á, công nhận á, đỡ ngu rồi á, nhớ tôi lời thề á. Mà hen, bây giờ á, sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nghe. Gì vậy? Tôi lấy cho anh chút quà, tiễn anh lên đường. Thôi, vậy. Được rồi, đủ em. Tình để cảm. Em lấy mà. Không, em tình cảm là chính em thôi. Để em lấy thôi, mà. Anh nói nghe nè. Anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng có lấy tiền để bạc cho anh chị mất công em mà. Thôi tội trời lắm. Trời ơi, tôi đâu có ngu, tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cám cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Chút, có quà đặc biệt. Gì vậy? Chứ gì em? Anh không biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có, sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xách cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha. Để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi, em ơi. Nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á, thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra là anh nhớ em. Đưa anh nguyên trái sầu riêng xách anh trở nặng gần chết à. Ôi cha, cha khôn quá cha. Lá sầu riêng có nhiêu rồi à. Còn đây nè. Dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ em. Trời ơi, em ở nhà em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý em muốn nói là em treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng trớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, cầm không? Cầm. Trời ơi, em á, coi như lấy trái sầu riêng này đi. Như là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Ủa. Anh nhớ nha. Hứa gì á. Xong rồi lên trở anh học xong xuôi rồi á. Anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ ông ơi. Như vậy? Trời ơi, đâu biết chữ đâu, biết đọc một cái thơ cho nổi. Được rồi. Nghe gì à? Gì? Vẽ hình đi. Hình sao? Giờ vẽ lấy tờ giấy bự vậy ha. Nếu anh vui á, anh vẽ mặt cười. Còn nếu anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy. Vẽ mặt buồn. Đó, là em biết anh vui anh buồn liền ha. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì dễ. Ồ, vậy chứ sầu riêng nghe. Vậy chứ sầu riêng là em biết anh vậy á. Nghe. Thôi anh đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh lạnh nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nghe. Nhớ.
thấy đâu Diệu. Biết rồi, đi học đi. Tôi nói tôi chờ, tôi chuẩn bị mà. Diệu, đừng có khóc, em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy xe đạp mất rồi vậy có không sao hả? Tổ cha là lấy xe đạp tao. Anh bắt mới tức mẹ mày luôn á. Anh nói thương cha mới thiên cưới được á. Tôi nói rồi mà, mất khô người ta còn hái trộn, huống hồ chỉ là xe đạp đắt đầu. Khổ rồi con ơi, khổ rồi con ơi. Ai là mắc khổ đó con? Ai là mắc đâu, đâu có hay đâu. Không có hả? Ừ. Là cũng hết hồn mà. Má vậy? Hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Nó đó con nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra một cầu ao á. Dạ. Nó ngồi đi ca giọng cổ. Sao? Nó ca cái gì mà chim đã la, đậu nhánh đã la, chồng gần không lấy xem lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu, con chịu. Tao nói thiệt á, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi. Bộ mày không nghe tao nói hả, tốt số bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó mày lấy ai làng này nữa? Không có được, bị con á với anh Hoàng á mất lời thề rồi. Ai mà phản bội á, sầu riêng gớt xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn. Con muốn bể đầu. Thiệt á, mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn trẻ tao dớt nó liền á. Má, ưng không, Hoàng nói giùm ra, ưng không. Nó chịu mày đâu, chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê bị chỗ nào nữa. Mày thẳng luộc từ trên xuống dưới vậy hà. Mày chỉ cái body vậy con được như má cũng đỡ. Come on. Thẳng luộc như vậy bây giờ đang làm mốt đó má. Má có chịu có nhà không? Chết cha, bà hội đồng quá má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, trời ơi, đây. Từ đi nhà cái gì mà khoai lang rồi bầu bí thúi hết trơn rồi má. Uống cái kiểu này sao sống. Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má. Sao tủ lạnh kìa má. Sống tủ lạnh kìa má. Tủ lạnh đó má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân đi chân từ buffet vậy ha. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy cái chuồng bò vậy. Hôi quá má ơi. Đúng rồi má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi, cô bà hôi, má ơi, bà hôi á. Hổn thì má hổn quá, dám nói con vậy đó má. Nè, nói cho bà nghe nha. Em mời bà hội đồng ngồi. Bà có nghe con nói không? Dạ. Giặt ở bên ngô á, không có bằng, không bằng gì má. Bằng gì má? Bà cô bên chồng. Ừ, bà cô bên chồng. Biết không? Hay mốt bằng dịu nhà bà mày về nhà tôi hả? Biết với tôi đó. Phủi. Sạch chưa? Sạch rồi con. Ngồi đi con. Cái gì ăn cũng hoài à. Ba cái xoài chôm chôm nhãn nóng lắm. Đừng ăn. Ăn mày vui tùm lum tùm lum. Đừng ăn không? Xuống con nhẹ nhẹ con. Nè cái bà kia. Dạ. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không? Hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra? Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ. Nói gì? Tôi nghe nói con bà hơi cà tửng. Người nào? Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xí miệng nó ra. Bà không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn, đồ tầm bảy tầm bả thấy tôi giàu đó, ganh ghét tôi. Đúng rồi. Hỏi bà, trời nắng chang chang gì thì nóng nực. Nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, nó chạy vòng vòng, nó chơi chút rồi nó về. Nó tự sao nó biết về nhà. Đúng còn rồi. Bà nữa. Dạ. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Tại sao phải hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè nè nè, anh hai của tôi á, thấy bà nghèo, tội nghiệp. Nên mới lấy con gái bà để trừ nợ biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Ai thèm lấy? Phải rồi. Bây giờ con tôi nè, đẹp như vậy nè, mà còn bé, còn kén nữa không con? Đúng rồi. Đẹp vậy rồi mà kén chứ sao? Đúng rồi con. Sao mày nói ai? Mày lấy ai? Nè. Dạ. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó, mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đấy tịch
thu căn nhà này để làm chuồng heo. Ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa? Nghiệp con gái tôi quá bội đồng ơi. Nó còn nhỏ xíu à, nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Bà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được nữa à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á, nó mãn tan xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông về phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt chung cái gia đình cạnh chứng nghe không. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa. Bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng mà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à. Chuồng bò. Nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Về để nóng con. Nóng về quá con. Đi con. Trời ơi, tôi đâu có ngờ tôi ăn ở con Đức lắm mà. Một năm tôi ăn chay tới 2 lần lần. Sao ông cứ thương tôi vậy? Má, con nghe hết lời má dặn rồi. Chuyến này con phải hy sinh đời con thôi. Má gặp anh Hoàng á, má nhắn lại rằng con vì chữ hiếu, con phải bán mình chuộc cha, giống như tiếng Kiều ngày xưa nghe má. Con à. Yeah. Tiếng Kiều ngày xưa nó đẹp lắm, nó đâu có như mày vậy đâu. Nhưng mà con hy sinh như vậy là đặng chữ hiếu lắm rồi. Yeah. Thôi con đừng có khóc nữa, má đang thúi ruột đây nè. Con à, trước khi con đi về nhà chồng đó, dạ, con nghe má dặn nè. Dạ. Nhà người ta giàu có lắm mà con. Dạ. Con qua bển. Con cho ông được gì giấu kỹ nha con. Món đem về cho má nghe con. Má, con nghe lời má căn dặn. Trước khi về nhà chồng, con cảm động quá má ơi. Má ơi, ơi nhà bà hội đồng giàu, mỗi lần má lên thăm con á, má nhớ nghe má. Nhớ gì con? Con quăng gì má chụp liền, quăng gì má chụp liền rồi bể nghe má. Nghề của má con đừng có lo. Mà con à, má ác lắm á nghe con. Yeah. Bà dữ lắm á nghe con. Mấy người công nhân á bị ba đánh từ sáng cho tới tối vậy nghe con. Cái con quỷ ba đó cũng vậy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà càng ngày nó càng ế chồng, nó càng thấy ghét vậy đó. Trời ơi, em sợ. Qua bệnh thận trọng nha con. Trời ơi má ơi, con biết rồi má. Dù con bị đánh đập cỡ nào, con cũng cam lòng trả hiếu cho ba má. Má chờ một chút nha má. Đi con. Chắc là thủ này theo quá má. Con đem đồ nghề theo đi con. Dạ. Để mình thủ á. Dạ. Đừng có để ta hiếp mình nha con. Má, con đi lấy chồng rồi đó. Má nhà sáng tập thể dục cho nó ốm bớt nghe. Còn anh Hoàng, cô ráng chờ em nghe. Em về em lấy thằng Hai Niệm. Nghe con hết rồi, em về em lấy anh nha anh. Tôi còn đi nghe má. Con à, gì nữa? Trước khi đi lại ba con cái rồi đi. Thôi con chắc con quên dạ anh vô lại bàn thờ đi con. Dạ dạ. Ba ơi là ba. Con đợi ba. Con đi lấy chồng nghe ba. Ba ở lại đâu nè? Trời ơi, một đôi này bạn ba. À, đúng rồi, cái này bạn thân của ba con á. Ông này ông còn sung á, biết chừng nào tới gần. Đây là ba con nè con, lộn lộn. Ba là lại ba. Đi con, lại đi con. Vậy mới là ba. Vậy mới là ba nè ba. Ôi ba ơi, chứ lại ba. Con đi lấy chồng. Tân. Đi nha ba.
chờ anh muốn chết luôn à. Không thấy anh gọi cho em gì hết. Không nhớ anh thấy mồ luôn vậy đó. Anh hứa anh dẫn người ta đi chơi mà sao không chịu dẫn. Ghét ghê vậy đó. Con, bộ con có bồ rồi hả? Đâu có. Tưởng tượng thôi má. Làm tao mừng khục. Má. Gì? Chị hai dịu lắm. Bữa giờ ăn hiếp con quá trời à. Má không minh giật con gì hết trơn. Trời ơi, đổi tông lẹ quá, tao theo đâu kịp mày. Rồi con dịu đâu? Nó ngủ nghe thức mà mày cái họng mày bài hải nó ra. Nó giặt cái mỏ mày bây giờ đó. Nó nói với mày rồi, bao nhiêu lần rồi, nhịn nhục đi. Tao tưởng đó là tao giữ là top of the line rồi. Nó còn dữ hơn má nữa. Cái thân tao đang lo chưa có nổi. Làm sao mà tao binh mày được. Đuổi gì nói má đó. Đuổi ba đi đi. Mày ngon mày vô mày đuổi nó đi đi. Con đuổi nó đi á. Ngon mày vô đi. Ừ, đi đi. Bà nội cha mày cũng tính gì ru hoài. Là sao vậy? Bà nội mày tính này. Thôi má ơi. Mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội thằng Thảo là ai là tao đó. Mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má à, ở trong cái nhà mày xui xẻo quá à. Má nhớ lại coi. Về ở với anh hai con được có mấy tháng thì anh hai con chết à. Mà anh hai con chết xong mà mới có chữa đó. Còn nghiêng cái cửa với ai rồi nha má. Chửi ai? Chửi với ma đó, anh hai con hủy vậy đó. Tôi nói tầm bay tầm bạ ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn. Trời nè. Thiệt đó má ơi, anh hai con chết thảm quá à. Có đời thở nào mà thấy ai chết thảm như anh hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết đấy, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi. Cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha. Cái nhà mình là có huông rồi đó con. Con nói má rồi mà. Bả đó hả? Xui thấy mồ đi. Má không chịu đều tuổi nó đi. 5 năm rồi bả ở trong cái nhà này nè. Cái nhà này càng ngày càng mát ha. Con à, đây nè. Mày dồn nè. Ông tổ nhà mình để lại rồi nè. Đại phú á là do chôm, tiểu phú á là do cần. Cần kiệm này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, thì tao chỉ có cần kiệm được thôi. Còn chôm là phải tuổi trẻ như mày chôm. Mày không chịu chôm mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Bắt đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ á, đuổi nó đi cái nó đem thằng Thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh hai này có người nối dòng mày ơi. Ôi sao hai con đâu có cần ai nối dòng nữa má. Cái dòng cả chớn mà nối làm gì. Má nhớ không? Hôm bữa má kêu con kêu ông thầy Phong Thủy về nhà đó. Cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á, có nguyên cây nhọn đâm qua. Mà con đâu có sợ cây nhọn gì đâm đâu má thấy không? Mày mà sợ gì? Cái ông kêu con leo lên treo cái đấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn, thấy mình có cái tấm kiếng, cũng treo tấm kiếng lên để cho hai cây nhọn đâm qua, đâm lợi, đâm qua một hồi cái hai nhà mã trơn. Đây này nè, nhớ đâu nói đó, tao già rồi, đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái ông thầy giáo mới đổi về đây nha con. Ông tới ông dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế. Chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai làm sao tính đi. Chứ mà có bả ở đây hả? Con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi. Mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à! Diệu! Bà ra bà đánh má, bà chửi còn sao. Thằng nước quá. Thì mày làm tao bóc quá tao cũng quên. Diệu ơi. Diệu ơi. Diệu ơi. Diệu ơi, Diệu con ơi. Vụ gì vậy hả? Con ngồi. Ngồi đi con, ngồi. Ngồi chỗ nào? À, ngồi đây. Ngồi đây con, ngồi. Mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ thôi. Cho thằng Thảo con nó ngủ.
Trời, gì? Làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì á? Má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à? Ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke? Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai con đánh tứ sắc, biết chưa? Trời ơi, nó mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị ông, sao xin đáng đi chẳng hả nị à? Sức mấy nhẹ. Chú con, mụ à mụ à. Quần tánh niệm, hảo hảo à, chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bà nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn, con phải đi làm ca ba đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ. Má tưởng làm ca đêm dễ lắm hả? Phải có nhan sắc mới làm được à. Cỡ má mà xin làm ca đêm coi. Mụ à mụ à. Ba, đứng dậy, ra ngoài vườn, hái dừa xiêm, rót cái ly nước, đưa tao uống cho nó mát. Rồi ra giếng, múc nước lên, lóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm, biết không? Sao chị cứ sai em hoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi cô muốn héo không? Con, để nó nói con nghe vậy, thấm thoát vậy đó. Mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. Má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như má cũng xù ha con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển. Ở đây con xin lỗi. Má Xin lỗi. Nhưng mà em nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi, vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi. Tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40, cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à. Con dồn coi còn trẻ măng à. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt không má? Thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm nhớ là chuyện xưa quá hà. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy, má đuổi con sao má? Ủa mà nhan sắc thì hồi xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị hai à, em nói cho chị hai nghe, chị hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này bác gái yếu lắm rồi. Yếu lắm đó con. Chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Thiệt. Mà nó hả, ăn uống thì không được nè, đi đứng thì bất tiện nè, yếu lắm, bệnh hoạn lắm rồi. Về bao hiếu đi đó con. Ở với bác gái thì mình lo cho bác gái đi chị. Đúng hai rồi à. Đó con. Thiệt vậy hả? Nghe đi mày. Xe lôi mày đã đòi tiền tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày một. Đố thừa tao mập hả mày? Đố thừa hả? Kêu đại ca à mày. Mày tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi, khỏi cần tới con. Xử rồi. Gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mà làm gì má? Má bận chứ mặc bà phải làm gì? Nè học xoàn nè, thấy chưa? Học xoàn, thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn, thấy chưa? Dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu vô cắn lên mũi của bà. Bộ con không thấy người ta dạy con ha? Đại phú do chôn kìa. Thôi biết rồi. Nhưng mà má, vậy con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn quá, má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Cái tật thăm ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi con thấy má mập mạp mình cũng biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Má có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má chắc nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda tám hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ. Dạ.
Xui. Dạ. Chị Xui mới lên, chị Xui dạ mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. À, dạ. Sao bà hội đồng khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ, dạ chưa. Thì phải rồi, cha mẹ ở ác đức quá mà con nó ế chồng cái già, phải không chị Xui? Quá. Dạ, tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu. À, mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó. À, để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. À, dạ. À, con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi. À, món nợ cũ thì thôi kể như xù đi. À, chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không chị Xui? Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con. Đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Ép chết. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị nó không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả? Đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à, phải không? Không phải đâu chị Xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi, sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng chứ phải cà trớn người ta đâu con. Cái này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Họ mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng. Trời để ơi. Kêu ổng chút cái coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo. Anh hả? Ồ em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ anh nhớ em hả? Ồ anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ok thiến xong kêu em nha. Ok bye. Trời ơi, tôi thấy má tình yêu má vui con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ đi 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 con giúp. Ồ lúc này nó sao con? Ồ dễ thương như con. Vậy hả? Coi nghe. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Dạ. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Con nói nghe nghe, cháu ngoại má là chắc chắn rồi đó. À. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Yeah. Chị Xui, chị Xui. À, vậy thì để tôi cho Diệu mang Thảo về bển ở gần chị để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt chị Xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy thôi để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị Xui đó. Diệu à. Đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống tí mở nghe để cho má con vô phòng của dọn phòng đi con, dọn phòng. Dạ, dọn phòng. Quần áo để tôi xem đó má. Vô đây nè, cái phòng này rộng nhất này đó. Mà biết sao bụi quá trời trời đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứ ngắt vậy. Ê, dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà má tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo. Vì. Ồ, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, 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 uống nước lạ tôi bị đau bụng, tôi có nước riêng của tôi. Uống, uống con. Dạ không.
thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ok, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Vậy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó, mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn đi thầy. Vậy? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông, ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi thầy. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Dạ. Thì không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à. Cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ chị không thấu. Nhưng mà cô... Dạ cô ba. Em là thứ ba. Em tên là Tươi đó. Nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi. Tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý, con vui. Tươi thiệt là đẹp mà nha. Bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tươi đây. Tươi nè, bà hội đồng có nhà không vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà có chuyện gì đó thầy cứ nói với Tươi được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tươi giải quyết hết đó. Trời ơi, Tươi giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Đúng là bà hội đồng có một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? Dạ, tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời ơi, Tươi đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tươi đó. Nói nghe nè, đợi Tươi đó. Thầy Tươi. Anh Hoàng, anh Hoàng ơi. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ai? Anh Hoàng ơi, sầu riêng đông lá, đông lạnh của em đâu? Trời, dịu đấy sao? Ngầm vui nhìn nhau, ngầm vui nhìn nhau, ngầm vui nhìn nhau. Dịu! Dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngang trái. Trời đất ơi, sao hát cái lương vậy? Học đường Tây mà hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Bộ hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo Tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, mà tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh Hoàng, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tin anh cùng á. Anh Hoàng à, chuyện em gì? Báo cho anh tin mừng nghe. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi à. Thằng chồng em nó thẳng cẳng, nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nghe. Nè nè nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha. Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ. Nhưng mà đứng không sao. Có một thằng à, nó con trai lớn lên tính theo vợ đó là em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nên Hoàng Giáo Hoàng. Diệu, đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi. Vĩnh biệt em. Tươi đi. Trời ơi, làm anh mất công. Sắp tới người 5 năm 6 năm nay, nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét, cho tét luôn. Trời, thằng mới, chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu. Diệu! Wow. Diệu ơi! Anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về với em không? Diệu ơi! Anh đa buồn quá Diệu! Gì vậy? Anh về với em không? Chị không đa mất nữa rồi! Hahahaha!
nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi trời. Alo. Alo. Tôi đây. Vâng. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng. Dạ. Em tính làm món vịt nấu chào. Vâng. Cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng này không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Dạ. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. À, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn. Hiểu dạ. Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy, thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó, con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết cho nên bữa nay con không có tin, bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy. Mà không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất rồi. Nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ. Thầy thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein.
Gom anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Thế hôm nay anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dầu tôi nghèo thật, không có gì, thấy không, không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nhẹ nhẹ chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Nó quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biết thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy. Trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex. Chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết. Nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tặng này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạch việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ôi, lại, bà đây. Thôi đưa đây. Gươm. Ừ, thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gươm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì.
gấp bốn cái này, coi đưa tao không lấy tao con mày. Ngồi chơi nhá, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng vâng. À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. À. Ê nhỏ. Trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn. Không có đi. Nhỏ. Bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết. Nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu. Bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không? Khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Mà bác. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi. Tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi. Oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan. Nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Mẹ. Mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Ông yếu thiệt. Đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi. 4 phát M79 mà thụt cả dòng họ mày ông chết là hơn đó. Cái gì mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi về đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời. Mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nhé. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi. Gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi. Vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về. Làm con ngủ không có được. Đây này. Nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian. Bà không muốn vướng víu. Bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này tôi nói cho anh nghe. Nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi. Ê, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn để chồng bà về. Gớm bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật. Đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy.
Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ừ thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính, tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gỡ cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi dạ. Thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm tôi nói anh nghe nè. Khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ khấn đi xong rồi thầy đọc thầy tuyên sớ dạ. Cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Chiều, chiều ra đứng ngõ sau hối cay quá thầy, coi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ tiếp tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy ủa thầy người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang cấn mà đây bị kêu nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ.
để cho ta làm. Trong về nghĩa địa mà ruột đau 9 triệu. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thấy nãy giờ thắp bao nhiêu nhang, đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Yeah. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua, vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Phơ. Phơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tâm thịt không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc kinh phơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh phơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch year of the chicken. Ba tuổi. Xong chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the Gucci Việt Nam. Mày đọc không có dấu nguy hiểm thầy. Một. Gia số 2358 Center Lộ. Thầy. Center Lộ, Lộ là đường đấy hiểu không? San Jose thành phố Cali tiểu bang 95112 Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ Andrew Tu Tri Phai Excentrus San Jose City California 95112 Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Nếu mày thông cảm ta mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? Theo do hết bình hốt xác đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy.
lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chữ, tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn, tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây, tao ngồi tao kêu nó về dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này, nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy hả thầy? Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay heo quay cho nó hả? Conestezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không, chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên ninh ninh, địa ninh ninh, cái vườn cái thầy. Josh, vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ? Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút, con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Cái gì? Tôi á là muốn tìm biết xác ở đâu hả? Mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à? Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa? Làm mừng hụt mấy tháng nay à? Mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp ngày đi cha. Mình sao tự dưng bảo tao dẹp nghề? Bây giờ tao dẹp nghề tao lấy gì tao sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo tao dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ừ. Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả? Trời ơi, mày thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gớm, gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi, không có tiền đâu mà lo cho mày.
đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào. Chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao không qua gì? Tát cho mày không còn một cái răng sữa nào. Bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết cái này thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết đến nơi rồi số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ồ, vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền. Chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này, còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu cái sao? Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chết xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cây, gái nào là lắm đây. Ấy mấy thời vợ ghen, ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào đùa, ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Hoàn thư thời trước có sống lại cũng
trào thùa. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về, mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật ghê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh. Rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Đó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức, biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Nói cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi. Ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lợm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Tại ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, tao không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, tao nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Ơ, còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi chút xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị trơn á, tại chị dữ quá. Vậy mà giữ, vậy mà giữ, vậy cứ giữ, em có giữ cái gì? Chị bị giữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không, bà, tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bật à. Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng, nhưng mà em có người yêu. Chồng chi? Đó, chồng như thế không? Thấy khổ ghê không? Đó, chồng là chi? Em nói chị nghe nè, nói nghe nè. Người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết kiểu đó? Thôi. Thì mày có kinh nghiệm đâu. Thôi lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap đó phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn
Xin tự giới thiệu, em là Mickey Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó dễ sợ. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tỉ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây, vô đây, mời 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 vô, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói thiệt mày. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết vậy mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày kệ, mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy, không sao đâu. Trời ơi. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sạch sám. Trời. Đánh bài. Đánh ghen không thấy. Tao thấy đi đánh bài. Tao rủ đánh bài à. Không cái nó tỉnh dậy mày biết không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi. Cho nó dơi sầu. Hỏi đi, hỏi giờ. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này ta nói như là cái hạm nhà bên vậy mày ơi. Ta nói nay con này mai con kia. Nó nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn nó không cần biết. Nó gặp là nó hốt, à mày. Mr. Vacuum nó phải không? Ừ. Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Ừ. Sao thấy quen quá. Ừ. Trời vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng con Thủy chưa? Ta gặp mặt ta kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Ừ. Là chuyện của nó. Tao tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Trời, uống rượu quen thói quen, thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi. Sao đây? Giờ mày ngồi xuống đây, ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì. Từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training. Cho nên sáng nào á, ổng cũng đi tập cho người ta. Từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà à. Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm. Cái là 9 giờ tối, cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì? Chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi gọi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì? Tự nhiên người ta rút lui. Đó, cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa, ăn chiều rồi chủ yếu là món ăn tối nữa mày, gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi. Vậy là bà là không người biết điều. Thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha, đây có cái app nè ha, cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À. Đó, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó. Ồ, chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Ừ. À, tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Vậy ở đây có ai có số phone của anh
Hoàng Lê. Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè, chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh á. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê, như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Ờ đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chống mày đó, chồng mày đắt đi đó. Cái này nè, nó thấy rõ ràng, thấy giờ mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê, cái quán cà phê, quán cà phê xéo xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, sao tao thấy rồi, thằng Gia Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ủa chồng tao. Trọng, Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho coi hình được không? Nè, đi nè, hình nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có cái gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tôi chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra là chi. Này sao Liễu ơi, chắc tao xỉu rồi, tao xỉu. Đừng 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 xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin sao mày đây? Đó nghe. Rồi, nó xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Ai da? Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ, bị giật bẻ rồi. Dạ bé. Tập cho cố vậy. Kéo lên nè. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách, ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật. Giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chưa uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Dạ. Nói nghe nè, dạ. Cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi. 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi,
tiếng gì em? Dạ con mèo, hồi nãy là con chuột giờ con mèo. Trời, nhà em nó con mèo chứ. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Mấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện á anh. Ôi, ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi các tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đây đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là coi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đấy, đừng rồi. Có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được, được rồi, được. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Đây. Tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn thì nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng sơn... là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đậm, em thích áo đậm. Anh em thích, thích. Nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đồng này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Bà có hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tôi thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó, dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi, em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là đó. Dễ thương quá anh. Vô. Búp. Đó. Rồi hay quá. Giờ chói anh với chói em lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn, đấy nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây đây đây, thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em bằng gì. Đó, vô nha. À, đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái I love you, em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Cái bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao dẫn má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn tắt mồ hôi luôn á. Nó nghe nè, chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu vậy chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó, giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì?
Mình ơi, ủa, mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua một bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Mình nghe nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ. Đó, à, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Yeah. À. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng. Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây, ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được. Em muốn đi đâu anh chở em đi. Miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay, cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ, mình. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha. Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Ôi, rồi, bye. Bye. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên vô đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình anh. Hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đi, nhìn đi. Bye. Ê! Trời ơi! Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng đi không? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.